Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức địa phương của chúng tôi trong ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngay sau đây sẽ là những bản tin được cập nhật trong ngày. Và như thường lệ là phần tin đến từ thành phố Atlanta. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm Đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu phần tin đến từ thành phố Atlanta, bản tin cho biết rằng dân biểu của tiểu bang Georgia bảo trợ dự luật nhằm giúp tăng cường nhân lực cho ngành hàng không. Theo thông tin chi tiết cho biết rằng ba dân biểu của tiểu bang Georgia nằm trong một nhóm các nhà đồng bảo trợ ban đầu cho một dự luật liên bang nhằm có thêm nhiều phi công và kỹ thuật viên hàng không hơn nữa. Trong số các dân biểu này có bà Lucy McBath thuộc Đảng Dân Chủ, là người đã làm việc trong 3 thập niên qua với tư cách là một tiếp viên hàng không cho hãng Delta Airlines có trụ sở tại thành phố Atlanta. Dự luật lưỡng đảng này sẽ làm cho việc giáo dục và đào tạo dễ dàng hơn bằng cách cho phép sinh viên sử dụng tài khoản tiết kiệm mang số 529 của họ có liên quan tới các ngành hàng không. Chương trình học phí năm 29 được xem là một kế hoạch tiết kiệm ưu đãi về thuế, được thiết kế để giúp chi trả cho vấn đề giáo dục. Ban đầu chương trình này chỉ có thể được sử dụng để lấy các bằng cấp tại trường đại học với mức đào tạo là 4 năm. Bằng cách mở rộng kế hoạch năm 29 này bao gồm như là các ngành nghề hàng không thì đạo luật phát triển lực lượng lao động hàng không đang giải quyết tình trạng thiếu chuyên gia có trình độ trong ngành và thu hút thêm nhiều nhân tài mới. Dân biểu mà Bẹt cho hay rằng chúng ta chỉ cần mang đến cho những người trẻ tuổi nhiều cơ hội hơn để họ có thể theo đuổi ước mơ giúp xây dựng nền kinh tế của chúng ta và củng cố ngành du lịch. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải bảo đảm nền giáo dục này có giá thật phải chăng. Bà Mobet hy vọng sự ủng hộ của lưỡng đảng có thể giúp cho dự luật được thông qua tại hạ viện lẫn thượng viện. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh ngành hàng không tại Hoa Kỳ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự, một phần là do sự tăng trưởng của ngành du lịch, thế nhưng cũng do vấn đề là sự nghỉ hưu của các phi công. Dự luật này có thể mang lại lợi ích cho các công ty tại tiểu bang Georgia nói riêng như là Delta. Theo đó dự kiến có thể sẽ có 500 người nghỉ hưu mỗi năm và trong vài năm tới, kể cả công ty hàng không vũ trụ Gulfstream có trụ sở tại thành phố Savannah. Hãng hàng không Delta gần đây cũng đã công bố quan hệ đối tác với một trường đào tạo bay có trụ sở tại Florida để có thể tăng nguồn cung cấp phi công. Hãng này hiện nay đang tuyển khoảng 200 phi công trong mỗi tháng. Sang qua bản tin, cho biết rằng giá xăng dự kiến sẽ tăng trước mùa hè bận rộn. Việc nhóm OPEC bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng vào tháng sau và điều này dự kiến sẽ làm tăng giá xăng ngay trước mùa hè bận rộn của năm nay. Theo nhà phân tích cấp cao tại Bryce Group và cũng là cộng tác viên của đài truyền hình địa phương đó chính là Phil Flynn cho biết rằng việc cắt giảm tới 1.15 triệu thùng mỗi ngày của OPEC có thể khiến cho giá xăng tăng ít nhất là khoảng 26 cent. Tính đến đầu tuần này, giá xăng thông thường trung bình tại Hoa Kỳ vào khoảng 3.5 Mỹ Kim. Nếu như dự đoán của nhà phân tích Flynn là chính xác, điều đó đồng nghĩa giá xăng có thể sẽ tăng lên trên 4 Mỹ Kim cho một ca lông khi mùa hè đang đến gần ngoài ra thì giá dầu của Hoa Kỳ cũng đã tăng vọt với mức giá là trên 80 Mỹ kim trong một thùng sau thông báo OPEC đưa ra ngoài trừ động thái này thì nhà phân tích Blin cho hay rằng có thể giá dầu vẫn sẽ tăng từ 10 cho đến 15 cent khi mà các nhà máy lọc dầu thay đổi hỗn hợp xăng trong giai đoạn mùa hè sắp tới bên cạnh đó giá xăng dự kiến cũng sẽ tăng vào thời điểm người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề lạm phát cao Vốn đã tăng khoảng 6% vào tháng 2 năm nay so với cùng kỳ của năm ngoái. Tuy nhiên, vấn đề phức tạp hơn nữa là mùa bão còn chưa đầy 60 ngày nữa có thể sẽ làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu và ngoài ra cũng đẩy giá khí đốt lên cao hơn. Chỉ cần một cơn bão lớn đổ bộ dọc theo bờ biển vùng vịnh, nơi có 15% sản lượng dầu của quốc gia và chiếm hơn 45% công suất lọc dầu. Điều này có thể dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung đáng kể khiến cho giá xăng dầu thậm chí là còn cao hơn. Trong khi đó, giá trung bình cho một gallon xăng ở Tupam Georgia hiện nay vẫn đang đứng yên trong tuần thứ hai liên tiếp. Theo Hiệp hội AAA cho biết rằng, những người lái xe ở tư bang Georgia tiếp tục phải trả mức giá trung bình là khoảng 3.22 Mỹ Kim cho mỗi gallon xăng không chì thông thường. Xem qua bản tin về cảnh báo tin nhắn lừa đảo với nội dung là sở thuế đang kiện người nộp thuế. Mỗi năm thì hàng trăm triệu người có thể nhận được tin nhắn lừa đảo qua điện thoại với nội dung như là sở thuế đang đệ đơn kiện và cảnh sát đang trên đường đến bắt giữ. Theo đó, lừa đảo dạng này thường nhắm vào những người cao tuổi và nhóm người dễ bị tổn thương. Theo trung tâm khiếu nại tội phạm internet của cơ quan FBI cho biết rằng các vụ lừa đảo qua internet và điện thoại hiện nay đang rất thành công. Các nạn nhân cho biết rằng họ đã mất tới khoảng 10.3 tỷ Mỹ Kim vào tay bọn tội phạm trên mạng vào năm ngoái 2022, so với mức 2.7 tỷ Mỹ Kim vào năm 2017. Các chuyên gia an ninh mạng cho biết con số thực tế có thể gấp 3 lần hoặc cao hơn. Tiến sĩ Chris Pearson, một chuyên gia an ninh mạng và cũng là giám đốc điều hành của BlackRock, cho biết rằng tội phạm mạng hiện nay sử dụng thời hạn nộp thuế nhằm tạo ra sự sợ hãi và cảm giác vô cùng cấp bách. Các thông điệp này được gửi đi qua cuộc gọi, tin nhắn văn bản, email và ngay cả trên mạng xã hội như là Facebook. Sở thuế có một trang web chuyên cảnh báo về các vụ lừa đảo khai thuế và cơ quan này cho biết họ không bao giờ yêu cầu thanh toán ngay lập tức bằng thẻ ghi nợ trả trước, thẻ qua tặng hoặc là chuyển khoản ngân hàng. Hướng dẫn của sở thuế cho biết rằng họ thường sẽ liên lạc qua thư và không bao giờ đe dọa kiện tụng hoặc là đe dọa gọi cảnh sát để bắt giữ người nộp thuế và cũng chẳng bao giờ yêu cầu thanh toán mà không cho phép khiếu nại. Sau khi tội phạm mạng lấy được thông tin cá nhân của nạn nhân thì chúng sẽ sử dụng thông tin đó để có thể mở tài khoản tín dụng dưới tên của nạn nhân hoặc sử dụng thông tin đó để khai thuế giả. Theo chuyên gia Pearson, hầu hết các nạn nhân đều sẽ không hay biết gì cho đến khi họ khai báo thuế. Nếu là nạn nhân và tiền hoàn thuế bị lấy cấp Sở thuế cho hay, có thể lấy lại tiền, thế nhưng có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Nạn nhân cũng được yêu cầu là phải nộp bản khai có tuyên thệ với các tài liệu hỗ trợ và thời gian chờ đợi trước đây là khoảng 120 ngày, thế nhưng giờ đây có thể lên tới 1 năm sẽ có bản tin về việc kỷ niệm 55 năm ngày một sự kiện bị ám sát. Trong ngày thứ ba, 4 tháng 4, được xem là đánh dấu một ngày đau buồn trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và tính tới năm nay, đó chính là 55 năm tưởng niệm ngày một sư tiến sĩ Martin Luther King Jr. bị ám sát. Nhà lãnh đạo dân quyền đã bị bắn tử vong ngay trên ban công của khu nhà trọ Lorraine ở thành phố Memphis của bang Tennessee. Trong ngày 4 tháng 4 của năm 1968 Trung tâm Một Sư Kinh tại thành phố Atlanta Sẽ có những hoạt động tôn vinh di sản của ông Bằng nghi thức tưởng niệm trang trọng Con gái của ông đó chính là tiến sĩ Bernice King Cho biết rằng Bà luôn mong muốn tiếp tục đào tạo những thành viên Bất bạo động tại trung tâm Một Sư Kinh Bà coi trọng công việc này Và cũng đã thành lập được một cộng đồng Được mọi người yêu mến Bà cho biết thêm rằng Bố tôi là một sư tiến sĩ Luther King khẳng định bất bạo động là con đường tốt nhất. Trao đổi với đài truyền hình địa phương, tiến sĩ Bernice chia sẻ rằng tổ tiên, ông cố, ông nội, cả cha và mẹ của tôi đã để lại dấu ấn không thể nào quên tại thành phố Atlanta và tôi hy vọng rằng có thể tiếp nối di sản này cho đến nay thì mục sư Tiến sĩ Luther King vẫn được tôn trọng và được xem là một trong số những nhà lãnh đạo bất bạo động vĩ đại nhất. Ông dẫn đầu phong trào dân quyền từ giữa thập niên 1950 cho đến khi ông bị ám sát. Một số sự kiện được lên kế hoạch tổ chức tại thành phố Atlanta nhằm tôn vinh mục sư Tiến sĩ Luther King, bao gồm cuộc đối thoại thẳng thắn về sự bất bình đẳng kinh tế. Tiếp theo là nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm, một truyền thống có từ hàng thập niên qua của gia đình ông dành cho người quá cố. Và cuối tuần thì một bức tượng mới của mục sư tiến sĩ Luther King cũng đã được khánh thành tại công viên hòa bình Rodney Cook Senior. Bức tượng này chính là hình ảnh đại diện cho bài diễn văn mang tính biểu tượng Tôi đã lên đỉnh núi mà ông đã đọc trước khi bị ám sát. Chuyển sang bản tin cho biết về sự quan trọng bảo đảm an toàn dưới hồ bơi. Theo trung tâm kiểm soát phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết rằng, một thống kê đáng kinh ngạc cho thấy nhiều trẻ em từ 1 cho đến 4 tuổi tử vong vì chết đuối nhiều hơn bất cứ nguyên nhân nào khác. Vì thế, các chuyên gia y tế cho rằng thảm kịch này có thể được ngăn chặn và những bài học về bơi lội chính là phương pháp quan trọng để bảo đảm an toàn cho trẻ em khi chúng ở dưới hồ bơi. Ký giả của đài truyền hình địa phương đã có mặt tại trung tâm huấn luyện bơi lội Big Blue ở John Creek, Georgia để tìm hiểu về các chương trình và những bài học được hướng dẫn tại đây. Trung tâm này do ông Chris DeJong là cựu vận động viên bơi lội hàng đầu tại trường đại học Michigan thành lập và điều hành từ hơn 10 năm trước. Cơ sở ban đầu của ông ở Illinois sau đó đã phát triển thành một mạng lưới huấn luyện bơi lội trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, bao gồm các tiểu bang từ California tới Virginia kể cả trung tâm John Creek khai giảng vào năm 2020. Các nhân viên tại trung tâm này cho hay rằng các lớp học bơi đều được hướng dẫn và tổ chức quanh năm. Có rất nhiều chương trình từ Baby Blue, có nghĩa là dành cho trẻ từ 3 tháng tuổi tới Big Blue, có nghĩa là dành cho trẻ em từ 6 tới 12 tuổi. Các em sẽ được xếp vào trình độ phù hợp với lứa tuổi, nhưng có thể chuyển lên trình độ cao hơn tùy thuộc vào kỹ năng của từng em. Ngoài việc nói về các bài học được cung cấp tại trường thì Tổng giám đốc John Quick là ông Kate Edward Baker cũng chia sẻ một số đề mục căn bản về an toàn dưới nước trong chương trình Good Day Atlanta. Ông nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc phải có người lớn kiểm soát và việc mặc áo phao. Các nhóm học bơi luôn có người quan sát dưới hồ bơi và cứ sau 30 phút lại thay một người quan sát khác để bảo đảm an toàn cho các trẻ em học bơi tại trung tâm này.